Không hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, không hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, không hành 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hành quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không hành hạnh của đại bồ tát, không hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao? Vì bồ đề của các đại bồ tát không duyên nơi danh tướng, âm thanh, chấp ngã, ngã sở, nghĩa là bồ đề kia không suy nghĩ như vậy. Ta hành nơi sắc thọ tưởng hành thức cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, bồ đề của các đại bồ tát chẳng chấp lấy, nên hành, chẳng bỏ nên hành, vì đối với tất cả pháp không có sự phân biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bồ đề của đại bồ tát chẳng chấp lấy nên hành, chẳng bỏ nên hành, đối với tất cả pháp không còn phân biệt. Thì bồ đề của các đại bồ tát phải hành chỗ nào? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Bồ đề của hóa thân chư Phật nên hành chỗ nào? Để lấy nên hành, để bỏ nên hành. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không phải vậy, bởi vì hóa thân chư Phật thật vô sở hữu, làm sao nói được có bồ đề hành nơi chỗ nào, hoặc lấy hoặc bỏ. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Bồ đề trong mộng các A-la-hán nên hành chỗ nào? Để lấy chỗ nào nên hành, để bỏ chỗ nào nên hành. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không phải vậy, bởi vì các bậc A-la-hán đã đoạn tận phiền não, hôn trầm, tùy miên, triền cái, tất cả đều chấm dứt hoàn toàn không mộng. Thế thì làm sao mà có bồ đề trong mộng hành nơi chỗ nào, hoặc lấy hoặc bỏ. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng lại như vậy. Chẳng lấy nên hành, chẳng bỏ nên hành, đều không chỗ hành, vì đạt được tất cả pháp bản tánh không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại bồ tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có bồ đề chẳng lấy nên hành, chẳng bỏ nên hành, đều không chỗ hành, nghĩa là không hành sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến không hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng lại không hành trí nhất thiết trí, cũng không có chúng đại bồ tát không hành 10 địa, không hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không hành 16 không, không hành tịnh lự, đẳng trì, đẳng trí, cho đến chẳng hành 10 lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, không hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nói rộng cho đến 80 vẻ đẹp và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, không trụ vào thần thông thù thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mà có thể chứng được trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, bồ đề của các đại bồ tát tuy không có chỗ hành, nhưng chúng đại bồ tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên chủ yếu hành 10 địa và hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến phải trụ vào thần thông thủ thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bồ đề của các đại bồ tát nếu không chỗ hành thì không có đại bồ tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên chẳng trụ vào 10 địa tu hành lâu dài viên mãn, chẳng trụ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tu hành lâu dài viên mãn, nói rộng cho đến chẳng trụ thần thông thù thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu hành lâu dài viên mãn để có thể viên mãn được trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, bồ đề của các đại bồ tát tuy không chỗ hành mà chứng, nhưng các đại bồ tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên chủ yếu trụ 10 địa tu hành lâu dài viên mãn, trụ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tu hành lâu dài viên mãn, nói rộng cho đến cần trụ thần thông thủ thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu hành lâu dài viên mãn cho đến có thể chứng được trí nhất thiết trí.
Thiện hiện nên biết, nếu các vị Đại Bồ Tát tu các căn lành chưa được viên mãn, thì nhất định không đạt được trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào muốn chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trụ sắc bản tánh không, nên trụ thọ tưởng hành thức bản tánh không, nói rộng cho đến nên trụ hạnh của Đại Bồ Tát bản tánh không, nên trụ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bản tánh không, nên trụ tất cả pháp bản tánh không, nên trụ tất cả hữu tình bản tánh không, tu hành mười địa cho được viên mãn, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cho được viên mãn, nói rộng cho đến tu hành thần thông thủ thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật được viên mãn, rồi mới chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, các pháp này lý bản tánh không, và các hữu tình lý bản tánh không cực kỳ tịch tĩnh, không có chút pháp nào là có tăng hay giảm, sanh hay diệt, thường hay đoạn, nhiễm hay tịnh, đắc quả hay hiện quán. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát nương vào thế tục nói tu bát nhã ba la mật đa, như thật biết rõ bản tánh không, rồi mới chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không nương vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong thắng nghĩa đế không có sắc, cũng không có thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến không có các hạnh của Đại Bồ Tát, cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề có thể đắc, không có người hành hạnh Đại Bồ Tát, cũng không có người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết, các pháp và các hữu tình như vậy đều nương vào lời nói thế tục lập ra, không nương vào thắng nghĩa. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm tuy rất dõng mãnh vì các hữu tình mà hành Bồ Đề hạnh, nhưng đối với tâm này đều vô sở hữu, đối với các hữu tình cũng vô sở đắc, đối với Đại Bồ Đề cũng vô sở đắc, đối với Phật Bồ Tát cũng vô sở đắc, vì tất cả pháp, tất cả hữu tình bản tánh không, bất khả đắc.